Một người mà gây chấn động là bên là ông sư Minh Tuệ. Thì thường thường những cái YouTube họ đưa lên đó, nó có những cái kịch bản đằng sau. Nhưng mà theo tôi quan sát đó, cái này không phải là cái kịch bản đâu. Tự vì cái hiện tượng gom này cũng đánh đến một cái nhiều cái số người lớn lắm. Và nhiều người tức ông này lắm. Cho nên tôi nghĩ nó không phải là kịch bản đâu. Nhưng mà ông này đó làm một cái trào lưu mà nó rần rần bên Việt Nam á. Tại vì ông dám sống như là ông tổ của đạo Phật, đi ăn chay khất thực và hành xác. Một cái mà tôi phục ổng là ổng đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc xuống Nam mà đi bằng chân đất. Cái này là khó vô cùng nha quý bà và anh chị em. Tôi mới đi hai kinh thôi. Đi có 1 tiếng đồng hồ mà xuống thấy muốn rợp cái chân rồi. Mà chân là đeo mang giày mà loại ngon á, mà muốn rợp cái chân rồi. Mà ông này ông đi trên đất. Mà chúng ta biết là bên Việt Nam rất là nóng. Và người ta nói cái mặt lề đường á, nhiều khi á, nó nóng lên hơn 100 độ luôn, 100 độ F. Nóng vậy làm sao mà chân đi được. Vậy mà ông ta đi chân không. Thì có một số người mà thấy ông này ông đi đi khất thực như vậy ấy, cũng thấy ham, đi đi 1-2 ngày bỏ về chịu không nổi. Rồi mới đây có một ông nữa, ông đi đi 3 ngày thôi bị sốc nhiệt chết luôn. Cho nên á, ông này ông đi chân đất, nổi cái vấn đề đi chân đất thôi là khủng khiếp lắm rồi. Mà ông ta đi, mà ông ta đi rất là nhanh nha. Cái người đi đằng sau phải rượt theo ông ta đó. Thì đó là một cái sự mà tôi phục. Cái thứ hai đó, ông này á, ổng theo Phật á, theo một cái pháp mà gọi là hành xác á, ông ta ngủ ngồi không à. Nếu mà quý ông bà và anh chị em để ý, nhiều khi thấy cũng thấy tôi ngủ ngồi. Nhưng mà chỉ dám ngủ 1-2 phút thôi, cái này là bệnh. Tại vì hơn 1-2 phút té lăn nhào ra. Mà ông này á, người ta bắt gặp ổng ngủ ngồi không, ổng không có ngủ nằm. Khó vô cùng. Mà ông ta ngủ là ông ta ngủ ngoài nghĩa địa, ngoài hang núi không hả? Và những cái này quá khó. Và một ngày ông ta chỉ ăn một bữa thôi. Người ta cho ông ta hơn thì ông ta đẩy đồ ăn ra ngoài, người ta không lấy mấy. Cho nên cái pháp, cái cách tu của ông này, ông ta cố gắng tập y chang như Đức Phật. Cho nên người ta thấy hay quá, người ta để ý. Và còn cái điều thứ hai mà tôi phục về cái ông sư này á, là tu nó có hai cái: tu xác và tu tâm. Tu xác là mình giữ những cái giới luật này kia, nhưng mà tu tâm là cái khó nhất. Nhiều người giữ những luật này luật kia, nhưng mà tâm nó vẫn y nguyên, vẫn dữ dằn, vẫn nói xấu người này nói xấu người kia. Tu tâm mới là khó. Cái ông này tôi phục ổng là ổng tới đâu ổng đem cho người ta cái sự bình an, cái sự hạnh phúc. Dẫu cho người ta mắng chửi ổng, người ta sân si với ổng, mà ổng vẫn cho người ta cái sự bình an. Ổng kể có một lần ổng đi á, thì người ta tưởng ổng là thầy tu giả, người ta quýnh ổng xì máu luôn. Là cái lúc đó ổng chưa nổi tiếng. Thì ổng nói, người ta hỏi ổng là ông có giận người ta không? Thì ông ta nói là không, con không có giận ai hết á. Con, người ta đánh con thì con cũng ok, con vẫn cầu phước cho họ. Và ông ta dễ thương cái này nè quý ông bà bạn xem. Nếu mà ai lỡ đánh con chết á, con cũng không trách họ đâu. Con cũng không bắt họ mang trách nhiệm đâu. Nếu con lỡ con chết, bị đánh chết hay bị xe đụng chết á, cứ quan sát con ở đâu đó cũng không sao đâu. Còn nếu mà con vẫn còn được sống thì con tiếp tục con tu. Cho nên cái tâm thái của ông ta nó rất là nhẹ nhàng, không oán trách một ai. Và cái này tôi thấy là ông ta sống theo sống luật Chúa còn hơn mình. Cái luật Chúa nói chúng ta là gì? Mến Chúa, yêu người. Ông này ổng sống, ổng dẫu ổng không biết Chúa nhưng mà ổng yêu người hơn là mình. Ổng không có giận hờn ai, ổng không có trách móc ai, mà ai đến với ổng cũng cảm thấy cái sự bình an. Cho nên nhiều khi mình nên học ổng cái này quý bà và anh chị em. Nhiều khi người ta đến với mình ta nhăn mặt, mình biết cái gì rồi. Cho nên mình cố gắng mình sống làm sao người ta đến với mình ta đừng có nhăn mặt. Mình tập như ổng. Tu xác
cũng tốt, nhưng mà tu tâm là cái đỉnh cao của cái sự tu hành. Cho nên chúng ta cố gắng bắt chước ông này. Chúng ta thay vì tu xác, chúng ta tu tâm đi. Chúng ta làm sao người ta đến gần mình, người ta cảm thấy cái sự nhẹ nhàng, cái sự nâng đỡ, cái sự vui vẻ. Còn mà mỗi lần ta đến với mình, người ta nhăn mặt là mình mệt rồi. Cho nên ông này ông đạt được cái mức độ đó là tôi rất là phục. À, và cái thứ điểm thứ ba mà ít có ai để ý, có một số cha cũng giảng về ông sư này rồi, nhưng mà cái điểm này tôi thấy nó đặc biệt. Có một cái bà kia, bà lợi dụng không có ai để ý, bà lấy cái tay bà đụng cái chân ông này, rồi bà lấy bà vuốt lên đầu. Thì bà, tại sao bà làm như vậy quý bà bạn xem? Bà muốn lấy cái sự thánh thiện của ông sư này. Thì bà này, bà, tôi nghĩ bà làm không có quá đâu. Tại vì ông sư này ổng không nói ổng là thánh, nhưng mà cái cách sống của ổng thì thần thánh hoặc là ông trời nhìn thấy có độ không? Gọi là bên Phật gọi là độ. Khi mà ông ta sống, ông ta bỏ hết và ông ta sống vì mọi người, ông ta đi vòng vòng, ông ta cầu phúc cho mọi người, thì ở trên trời ông trời có độ ông này không? Độ. Cho nên cái bà này bà thấy ông này sống tốt quá, cho nên bà đụng để bà lấy cái hơi thánh. Nhưng mà ông này ông không nói ông là thánh nha, bà chỉ làm như vậy thôi. Tôi thấy là một cái này, một cái cử chỉ không quá, nó đúng vô cùng. Và chúng ta thấy rằng là một cái người mà sống tốt lành thánh thiện thì chúng ta cố gắng chúng ta đụng chạm họ để chúng ta hy vọng chúng ta lấy được cái sự tốt lành đó. Thì hồi sáng tôi mới coi một cái video clip nói rằng là vua David, chúng ta biết vua David trong thánh kinh, David có thể đánh bại một gã khổng lồ, nhưng mà David vẫn không qua nổi cơn cám dỗ của một người đàn bà. Bắt đầu tôi mới giật mình. David có thể đánh đổ một tên khổng lồ, một tên tướng khổng lồ bự hơn vua David rất nhiều, nhưng mà vẫn không vượt qua những cơn cám dỗ của bản thân. Cho nên chúng ta thấy cuộc sống này nhiều khi chúng ta có thể dữ dằn lắm, chúng ta có thể thành công được cái này cái kia, nhưng mà chỉ một hạt cát có thể đánh bại chúng ta. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta cần Thiên Chúa đến mức nào. Thì tôi cũng nhớ coi một cái video clip của một cái anh chàng kia. Thì anh chàng này anh kể lại, hồi đó anh không có tin vào Chúa, và anh nghĩ rằng tất cả những cái gì trong Thánh Kinh về những cái câu chuyện về Chúa nó chỉ là thần thoại thôi. Thì anh nói có một lần thì anh phải trải qua một cái gì đau đớn trong cuộc đời, thì anh ta mới nói chuyện với Chúa, và anh ta nói rằng là: Chúa ơi, tôi nghĩ Ngài chỉ là nhân vật thần thoại thôi, Ngài chẳng có thật. Nếu mà Ngài có thật, Ngài chứng minh cho tôi ngay bây giờ, cho tôi thấy một cái dấu hiệu, và nếu mà có cái dấu hiệu này, tôi sẽ tin vào Ngài. Thì khi mà anh ta vừa nói cái câu này xong thì cái phone của anh ta nó ring ngay lập tức, anh ta giật mình. Không lẽ nó xảy ra ngay lập tức? Thì anh ta bắt phone ra, thì đó là người mẹ của anh ta, và người mẹ mà anh ta không có liên lạc trong vòng mấy năm rồi. Thì anh ta mới giật mình, thì anh ta bắt phone lên, thì bắt đầu bên đầu kia người mẹ mới nói: Con đó hả? Mẹ gọi cho con bởi vì mẹ cảm linh cảm giống như là con đang phải trải qua một cái nỗi đau, cho nên mẹ linh cảm như vậy, mẹ gọi hỏi thăm con coi con có chuyện gì không. Thì anh này mới giật mình, mới xin Chúa một cái dấu hiệu mà có ngay tức khắc. Thì cái này tôi cũng có thể nói rằng là nó có thể có thật, nhưng mà đối với tôi nhiều khi tôi cũng hỏi Chúa những cái câu hỏi này hỏi kia, thì nó không xảy ra ngay tức khắc như anh này. Thì có một cái thời gian sau Chúa cũng sẽ trả lời. Nhưng mà cái chính là khi mà chúng ta không biết cái gì, không hiểu cái gì, chúng ta xin Chúa mở mang trí óc cho chúng ta, cho chúng ta biết, mà chúng ta thật sự chúng ta tìm hiểu để chúng ta biết được sự thật để chúng ta sống. Có nhiều người hỏi
để thỏa mãn cái sự tò mò thôi. Nhưng mà khi biết sự thật rồi không có sống. Nếu mà mình làm như vậy là giống như là mình thách đố Chúa rồi. Nhiều khi Chúa không có làm. Nhưng mà thật sự nếu mà mình muốn tìm ra sự thật, để rồi mình biết sự thật rồi mình sống sự thật đó, Thiên Chúa sẽ làm cho mình hiểu được cái vấn đề đó. Cho nên tôi thấy qua cái câu chuyện của anh này, chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn hoạt động, vẫn nâng đỡ, vẫn cho chúng ta cái sự hiểu biết để chúng ta có thể vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta nhớ, vua David có thể đánh bại một gã khổng lồ nhưng vẫn ngã quỵ trước những cám dỗ của bản thân. Chúng ta không mạnh như chúng ta tưởng đâu nếu mà không có Chúa. Chúng ta thấy rằng là những đứa con nít mới sinh ra thì mình hay ôm nó, mình hay nựng nó ha. Nhưng mà hồi đó mình cũng vậy. Mình mấy tháng tuổi, chừng tuổi thì ai cũng ôm mình, nựng mình. Rồi bây giờ có còn ai ôm mình, nựng mình nữa không? Sao kỳ vậy? Không nhất thiết rằng là mình lớn lên là mình không có dễ thương. Nhưng mà cái cặp biểu lộ tình thương của người lớn khác với đứa con nít. Nhưng mà hôm nay Chúa nói với chúng ta, ai có tâm hồn như trẻ em thì nước trời là của họ. Cái này là tâm hồn như trẻ em nha, chứ không phải là Chúa kêu chúng ta như trẻ con. Nếu mà chúng ta như trẻ con thì chúng ta đâu có làm được cái gì, cứ ăn chơi suốt ngày. Nhưng mà Chúa đang nói cái phẩm chất gì của một đứa bé mà chúng ta nên cố gắng chúng ta giữ. Và Chúa nói ai có tâm hồn như là trẻ con thì nước trời là của chúng. Chúng ta có muốn vào nước trời không? Đương nhiên ai không, chúng ta không muốn. Nếu mà chúng ta thật sự muốn là vào nước trời thì ngay bây giờ chúng ta hãy cố gắng sống những lời Chúa dạy. Chứ đợi cái lúc hấp hối cái rồi trễ quá rồi. Cho nên nếu mà chúng ta thật sự chúng ta nghiêm túc, chúng ta thật sự muốn vào nước trời thì chúng ta coi những lời Chúa nói và cố gắng thi hành ngay khi mà thời gian còn. Đừng để lúc mà thời gian cạn kiệt rồi bắt đầu, lúc đó là thật sự mình không có thành tâm. Thì có một những cái phẩm chất một đứa bé mà tôi thấy nó rất là dễ thương. Thì mấy ngày đây mới coi một cái video clip, thì có một cái trận thi thể thao gì đó không biết là cái gì, thì một cái em bé da đen chừng 7-8 tuổi thôi được hạng nhất. Thì hai cái em kia được hạng 2, hạng 3. Thì sau khi lên trao giải rồi, huy chương vàng, huy chương đồng và huy chương bạc, thì cái em bé da đen được phần thưởng nhất đó, em mừng lắm. Sau khi em nhảy múa trên cái bục đứng đó xong rồi, bắt đầu em mới quay qua hai em kia, em nói nè, lên đây đứng chung với mình. Tại vì cái bục đứng thứ nhất cao hơn cái bục đứng thứ hai, thứ ba. Cái sau em kêu hai người bạn lên, thì hai người bạn lên đứng trên cùng một cái bục, thì ba người ôm nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong thế giới trẻ em nó không có ăn thua đủ với nhau. Nhưng mà cái mà tôi thấy hay ở đây không phải là trẻ con là đương nhiên là hồn nhiên và tốt đâu. Không đâu. Trẻ con nó cũng có cái sự ích kỷ của nó, đúng không? Nó có đồ chơi, nó giành cái này, giành cái kia. Nhưng mà cái ở đây mình thấy hay là cái gì quý bà và anh chị em? Bố mẹ của cái em bé da đen này dạy em bé da đen này rất là tốt. Phải thương yêu bạn. Thì bắt đầu em bé da đen này được cái phần thưởng nhất mới kéo hai bạn lên đứng chung với mình. Cho nên một cái phẩm chất mà của những đứa bé mà tôi thấy dễ thương là các em rất là dễ dạy. Chúng ta dạy các em thiện và ác, và chúng ta khuyến khích thì các em biết cái điều này là điều thiện thì các em tiếp tục làm. Còn nhiều khi chúng ta trưởng thành, chúng ta không những trưởng thành nữa, biết bao nhiêu kinh nghiệm trong cuộc đời. Và chúng ta có biết thiện và ác không? Biết. Nhưng mà tại sao vẫn có người làm ác?
Cho nên một cái điều mà hay về trẻ em là các em được dạy điều thiện, là các em làm điều thiện và các em tránh điều ác. Các em không phân biệt chủng tộc, tại vì các em được dạy như vậy thương yêu. Tự nhiên chúng ta lớn lên, chúng ta lớn khôn, chúng ta kỳ thị nhau. Không phải giữa những sắc, giữa những người da màu khác nhau, một người cùng chủng tộc luôn Việt Nam cũng mình cũng có kỳ thị ở trong đó. Cho nên một trong những điều mà dễ thương ở những nơi em bé mà chúng ta có thể học là các em rất là dễ dạy. Các em biết thiện và ác là các em cứ điều thiện mà làm, và các em tránh điều ác. Nếu mà chúng ta học được các em cái này là chúng ta đã được cái tâm hồn của trẻ em. Cái thứ hai mà tôi thấy ở nơi các em bé có được đó, là các em bé không có tính toán, không có đặt mưu kế. Nhiều khi Chúa cho mình cái sự thông minh để mình nghĩ ra những cái tốt lành, thì chúng ta lại dùng cái sự thông minh chúng ta lại đặt mưu kế để chúng ta đẩy người ta vào trong. Cho nên cái sự khác nhau, khác biệt giữa các em bé và những người lớn là các em không lập mưu tính kế. Thì đó là hai cái phẩm chất mà tôi thấy rằng là các em bé chúng ta có thể học từ các em. Và cái thứ ba nữa mà tôi thấy dễ thương, hồi đó có đi tới một cái trường mẫu giáo, thì bắt đầu vô dạy các em cầu nguyện với Đức Mẹ. Thì sau khi nói với các em, các con hãy cầu nguyện với Đức Mẹ đi, Đức Mẹ thương các con lắm, thì bắt đầu sau giờ chơi xong tôi trở lại lớp, thì cô giáo mới nói là cha dạy các em cầu nguyện với Đức Mẹ xong á, tự nhiên con đi ra con thấy ở trong, đứng trong một cái góc giờ chơi á, có một cái em bé gái đang chắp tay đứng một mình vậy đó, hướng về tượng Đức Mẹ cầu nguyện, trong khi những em bé kia đang đứng ở ngoài chơi. Và chụp được cái hình của em bé đó chừng 4-5 tuổi đang đứng chắp tay vậy nè, dễ thương vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rằng là các em bé tâm hồn rất là đơn thuần, và các em, chúng ta nói các em yêu Chúa là các em yêu Chúa hết lòng. Thì chúng ta cũng có thể bắt chước như em bé này, chúng ta hãy yêu Chúa hết lòng. Không phải chúng ta không biết Chúa đâu, trong cuộc đời chúng ta biết bao nhiêu lần Chúa giơ bàn tay ra, Chúa nâng đỡ chúng ta. Nhưng mà có bao nhiêu, vẫn nhiều giây phút chúng ta vẫn đặt vật chất, lợi lộc và danh vọng của thế gian này ở trên Chúa. Chúng ta hãy như trẻ em đã biết Chúa thương mình rồi, là chúng ta không đặt cái gì trên Chúa hết. Chúa yêu thương chúng ta phải yêu thương Chúa hết mực. Và không chỉ là thế giới trẻ em là có, mình thấy có những điều đẹp đẽ đâu. Ngay cả thế giới người lớn chúng ta có nhiều người sống rất là cao đẹp. Giống như là tôi nhớ có một cái trận mà chạy marathon, chạy thi với nhau. Thì có một cái anh này ở bên một cái nước nào đó, thì không có đồng ngôn ngữ. Thì anh ta chạy gần tới đích rồi, anh ta là đứng nhất. Mà anh ta vẫn chưa tới cái mức đó, và anh ta tưởng anh ta tới đích rồi. Bắt đầu anh ta dừng lại. Thì cái anh bạn đứng ở đằng sau thấy vậy, thì anh ta có thể lợi dụng cơ hội này vượt qua để chiếm giải nhất. Nhưng mà anh bạn này không vậy. Anh bạn này chạy ở đằng sau anh này và lấy cái tay đẩy cái lưng, đẩy cho anh này về tới nhất. Thì sau đó người ta interview, người ta hỏi tại sao anh không tận dụng cơ hội đó để anh chiếm giải nhất. Thì cái anh chàng này nói, tôi làm vậy đâu có đẹp. Anh bạn trước tôi là xứng đáng được giải nhất, anh ta chỉ ngộ nhận thôi. Mà nếu tôi lợi dụng cái này, tôi chiếm đoạt cái đó, thì tôi là cái người thua trong cái cuộc đua này. Tôi không phải là cái người thắng. Cho nên những hành động đẹp, những cử chỉ cao đẹp, nó vẫn có trong thế giới người lớn của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng
sống, có tâm hồn trẻ em, luôn yêu thương, không đặt mưu kế để hại nhau. Và chúng ta biết ác và thiện, hãy cố gắng làm điều thiện, đừng làm điều ác. À, quý ông bà và anh chị em, nếu mà mình đi, ai trong chúng ta đi hiking mà chúng ta thấy cái con gấu con đó, thì mình có nên lại nựng nó không? Thấy nó dễ thương nhưng mà đừng có nựng nó, từ vì mẹ nó đang ở bên cạnh. Mình mà lại gần là con gấu mẹ nó thì xuất hiện ra, nó xé xác mình. À, thì chúng ta thấy là trong thế giới hoang dã, những con mẹ ở đâu có những cái con thì chúng ta đừng bao giờ đến gần. Con mẹ nó bảo vệ con nó dữ lắm. À, chúng ta đến gần là nó sẽ làm dữ, nhiều khi nó tấn công mình luôn. Thì chúng ta thấy trong thế giới tự nhiên, ngay cả thế giới loài vật, thì con mẹ nó bảo vệ con nó đến giường đó, thì huống chi là Đức Mẹ. Đức Mẹ có để cho những sự dữ nào đến gần chúng ta không? Khó lắm. Đức Mẹ sẽ bảo vệ chúng ta tới cùng, tự vì Chúa đã trao tất cả chúng ta cho bàn tay Đức Mẹ bảo vệ và lo lắng rồi. Thì nếu mà mọi người lên tìm trên cái record đó, thì Đức Mẹ hiện ra thì người ta ước lượng khoảng chừng 380 mấy lần Đức Mẹ hiện ra rất nhiều, nhưng mà chỉ có 6 lần là giáo hội công nhận, tự vì giáo hội cần một thời gian rất là lâu để tìm hiểu, để điều tra, để coi những cái sự hiện ra của Đức Mẹ nó có thật sự từ Thiên Chúa không. Tại vì nhiều khi ma quỷ nó cũng giả dạng luôn, nhưng mà chúng ta biết rằng là Đức Mẹ hiện ra với chúng ta thường xuyên. Tại sao Đức Mẹ hiện ra với chúng ta, quý ông bà và anh chị em? Đức Mẹ đến hiện ra với chúng ta để chơi hả? Để bảo vệ chúng ta đó. Thì nếu mà mọi người đọc những cái câu chuyện phép lạ Đức Mẹ làm, thì có cái mẫu chuyện này. Thì có hai cái anh chàng kia ăn chơi trác tán. Thì một hôm thì sau khi hai anh chàng này nhậu nhẹt xong rồi đi vào nhà thổ, xong rồi một trong những anh chàng này đi về trước. Thì cái anh chàng này có cái thói quen rằng là mẹ dặn rằng là mỗi ngày làm gì làm cũng phải đọc mấy kinh kính mừng để kính Đức Mẹ. Thì anh chàng này say xỉn nhưng mà vẫn cố gắng đọc cái mấy kinh kính mừng. Thì khi mà anh ta thiếp đi một hồi, tự nhiên anh ta thấy cái cửa có người gõ cửa rất là mạnh. Thì anh ta mới đi ra mở cửa thì thấy thằng bạn hồi nãy, mà cái vẻ mặt người bạn của anh ta rất là nhìn nó dễ sợ. Thì anh chàng này mới hỏi nè, tại sao mày không về nhà mà mày đến với ta, mày đến gõ cửa nhà tao làm gì? Thì cái anh chàng này mới nói, khi mà đi ra ngoài cái nhà thổ xong, anh ta bị quỷ kéo và chết rồi. Và anh ta nói xác anh ta vẫn còn nằm ở ngoài đường. Và lúc đó anh ta mở cái áo ra thì toàn là lửa không. Và lúc đó anh ta biến mất. Và trước khi biến mất, anh chàng này nói nè, mày hơn tao, tự vì mày nhờ mày đọc mấy kinh mân côi mỗi ngày, cho nên Đức Mẹ bảo vệ mày, ma quỷ không kéo được mày. Thì cái anh chàng này sợ quá mới đi đến dòng Francisco để xin vào tu. Thì lúc đó thì các cha trong dòng Francisco không có nhận, tự vì anh chàng này nổi tiếng là ăn chơi trác tán. Thì anh chàng này mới nói là, cha ơi, xin cha nhận con vào dòng tu đi. Và anh ta kể lại nguyên cái câu chuyện, thì mấy ông cha dòng ông không tin. Thì anh chàng này mới dẫn mấy cha dòng tới cái chỗ đó, thì xác của người bạn vẫn còn nằm ở đó, nằm ở trên đường. Thì mấy cha dòng thấy vậy mới nhận anh ta vào dòng. Thì chúng ta nghe nói cái câu chuyện này nó có vẻ hoang tưởng, nhưng mà hôm mới đây tôi đọc thì thấy có một cái chi tiết nữa. Sau khi anh chàng này đi vào dòng tu thì anh ta thay đổi lại cuộc sống, và anh ta đi qua Nhật Bản để truyền đạo.
Và bên Nhật Bản thì anh ta được phúc chết tử đạo. Và anh ta được phong chân phước luôn. Tên anh ta là Richard, còn cái tên last name nó dài lắm. Cho nên nếu mà anh ta đã được qua Nhật Bản tự đạo và được đức và được giáo hội phong chân phước, có nghĩa là cái câu chuyện này nó đâu có hư cấu. Trước đó tôi đọc cái câu chuyện này tôi không biết cái xác thực cái nguồn của nó làm sao, nhưng mà bây giờ mình đọc lại mình thấy cái nguồn rồi. Cái anh chàng này vào dòng Francisco tu thay đổi cuộc sống và sau đó được phúc làm tử đạo bên Nhật Bản, và anh ta có tên luôn, tên là Richard. Cho nên chúng ta qua câu chuyện này chúng ta thấy Đức Mẹ bảo vệ chúng ta dữ lắm. Nhiều khi chúng ta không xứng đáng được ơn Đức Mẹ bảo vệ, nhưng mà Đức Mẹ sẽ bảo vệ chúng ta. Và chúng ta nhớ chúng ta đọc lần chuỗi mân côi mỗi ngày, chúng ta lần chuỗi chúng ta cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta, và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang còn xa Chúa, và chúng ta cầu nguyện cho những gì mà giáo hội phải đối diện, và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các hàng giáo phẩm để cho các ngài có thể lèo lái con thuyền giáo hội đi đúng theo thánh ý Chúa.